Rồi, hello anh em nha. Chúc anh em có một buổi sáng làm việc thành công và hiệu quả nha anh em. Sáng nay tiếp tục lô máy cũ giá rẻ anh em. Sáng nay thì đa số mấy con máy rẻ vừa tầm tiền cho anh em sinh viên cũng như những em có thu nhập bình thường thôi nha. Máy vừa vừa. Anh em nào mà ưng cái máy nào thì alo cho mình nha. Số điện thoại đặt máy mình thì anh em cũng biết rồi, 0355 356 356 nha anh em. Rồi mình tiếp tục vô cái máy đầu tiên trong clip sáng hôm nay. Con máy cỏ này anh em. Huawei L22. Con yêu máy này thì nó đang hay về. Bên mình rất hay về cái dòng này. Huawei L22 RAM 1 bộ nhớ 8 thôi. Màn hình 4.5. Pin của nó là 2001 nha anh em. Và giá của nó thì chỉ 650 ngàn thôi, 650k. Máy vừa tiền rẻ rẻ cho anh em xài. Wi-Fi cũng ok. Nói chung là giá trị nhẹ nhẹ thôi. Con này anh em xem YouTube với lại Zalo xài bình thường. Camera thì cũng ổn, nói chung chụp hình cũng còn nhìn được, nói chung là tạm ổn. Huawei LM2 ngoại hình thì nhìn còn đẹp nha anh em. Đó. Xước sát cũng ít. Con này là hay có. Mình cũng hay nhập về. Giá 650k, ship sạc anh em tự chịu nha. Và cái con Samsung G530. Máy này mình vẫn còn nha. Đó, máy thì đẹp keng luôn. Long lanh như ngọc trinh luôn anh em. Đó, bật pin lên cho anh em xem. G530 giờ anh em coi cấu hình anh em biết rồi, mình rất nó hay nói trong clip mình. Ra một bộ nhớ 80 thôi nha anh em. Màn hình thì 5 inch. Pin thì 2006 hay sao á. Đó. Chức năng thì còn ok nha anh em, máy đẹp lắm. Giá 870 ngàn nha anh em. Ship sạc mình chưa bao nha. Đó. Máy keng như thế này. Ok luôn nha anh em. 870 ngàn. Và sạc dự phòng Energizer thì về tiếp được mấy cục rồi nha anh em. Anh em nào cần thì alo nha. Sạc Energizer. Sạc này anh em biết rồi, sạc của công nghệ của Mỹ nha anh em. Đó, thương hiệu Mỹ này, anh em thấy không? Nói về sạc dự phòng thì nó là gần như vô địch á. Từ pin á, cái dòng pin Energizer thì anh em rất là biết cái dòng này rồi. Xài rất là ok. Giá mình bán cho anh em hôm nay là 320 ngàn nha. Dung lượng 10 ngàn nha anh em. Mình bán anh em là 320 ngàn thôi. Pin thì 320. Anh em nào cần thì alo cho mình nha. À, mình chưa có bao ship nha anh em. Giá 320. Anh em nào mua thì alo cho mình. Cũng còn được vài cục. Vậy lần này được có tầm 50 cục thôi anh em. Cầm hai cục giới thiệu sơ cho anh em. Còn thì alo cho mình. Sạc dự phòng thì nó cũng rất là tiện. Anh em nào mua xài đi rừng rồi này nó đi xe rồi nó có để mình sạc thoải mái luôn nha. 320k. À, còn tiếp theo thì con Huawei. Huawei L21 nha anh em. Con này bữa có anh nào anh gọi mình mà mình quên gọi lại mất. Tại vì mình nói bán rồi á, tự do có cái anh kia nó đặt. Cuối cùng mà ông không gọi lại, mình lại quên số điện thoại của cái anh mà đặt cái máy này nên nay mình đang lại. Anh thấy thì alo cho mình nha. Đó, Huawei L21. Kính thì đẹp, vỏ thì trời trời. RAM 2GB, bộ nhớ 16, màn hình 5.5 inch. Pin nó là 3000 nha anh em. Và giá thì rất là yêu thương luôn. 850k. 850k nha anh em. Ship sạc mình chưa bao nha. Về anh em bỏ sẽ sạc cho xài ha. 850 ngàn thôi. Máy này màn hình 5.5 inch rất là rộng. Và giá thì rẻ thôi anh em. 850 ha. Máy còn xài rất là ok. Ngoại hình thì nói chung là có xuất sắc nha anh em. Máy cũ thì anh em cũng đòi hỏi vừa thôi. Thực sự cứ đòi nó nói như bóc hộp ra thì mình cũng bó tay. Đó. Xước sát có sườn có xước này. Đó, không có thể nào mà như mới được ha. Xước sơn
850 nha anh em. Và F1 VK thì tiếp tục một con nữa nha anh em, vẫn còn ha. Mình vẫn xả. Vẫn xả như ngày hôm qua thôi ha. Màn hình RAM 3, bộ nhớ 16, màn hình 5 inch. Pin của nó là 2500 nha anh em. Và giá của nó em nó ra đi là 980.000. 980.000 nha anh em, ship sạc chưa bao. Đó, mấy con này thì mình xả cho nó nhanh. Còn được vài vài cây, nó thực sự là cũng có mấy chứ không phải không có. Đó, nên nào cần thì hú nha. Giá của nó 980.000. Rỉ bèo thôi, con RAM 3GB. Em nào cần thì hú mình ha. Samsung A520. Mấy hàng nha anh em. Đẹp kén sa beng như mới luôn. Xuất sắc rất là nhẹ, xuất sắc rất nhẹ nha. Chỉ có lông mèo lông chuột nhẹ nhẹ thôi. RAM 3 bộ nhớ 32. Màn hình của nó 5 inch 2. Và pin nó là 3000 nha anh em. Pin 3000. Con này xài rất là lành nha, mình bán rất là nhiều rồi. Xài nó ok luôn, máy nguyên zin nha anh em. Anh em thấy kính không? Kén sa beng luôn. Giá của nó là 1850 nha anh em. Bao ship kèm sạc, con này thì bao ship thôi, mấy đời cao một tí thì bao ship là dễ ha. 1.850.000. Samsung A520, họ đã ra rất là đình đám anh em, chứ không phải là máy giỡn nha. Rất là mắc tiền. Giờ còn giá chưa tới 2 triệu, quá bèo. Xiaomi 6A anh em. Một cọng lông mèo. Ngay đây. À, còn lại là kèm sạc beng luôn. Còn lại kèm sạc beng. Con này giá của nó mình bán là 1430. Nhưng mà nó dính một con lông mèo nên bớt lên nhẹ cho anh em nha. Bớt anh em 50.000 đi. Lấy anh em 1380 thôi. 1.380.000 ha. RAM 3, bộ nhớ 32. Màn hình 5.45. Pin của nó là 3300 nha anh em. Đó. Máy cũng còn đẹp, rất là đẹp nha. Máy móc thì mình có quay kỹ trong clip, anh em cần thì cứ alo trực tiếp. Từ giá cả nó mình cũng có báo sẵn và ngoại hình cũng như nội thất của nó. Chuẩn chỉnh, không có bán tào lao nha anh em. Đúng ngoại hình, đúng giá, đúng máy mình quay. Giá 1380, bao ship kèm sạc cho anh em. Con này thì đặc biệt nó có một cái ưu điểm là chụp hình rất là đẹp. Và mọi chức năng xài rất là ok luôn. Xiaomi 6A nha anh em. Để em lên nguồn xong là mình sẽ test sơ cái camera cho anh em xem ha. Cái vỏ sau nhìn rất là đẹp nha. Còn ok luôn. Đó, em nó lên rồi, mình test sơ camera cho anh em xem nha. Anh em thấy không? Camera chụp ken luôn, quá đẹp. Dòng này mình nói rồi mà, camera rất là đẹp. Chụp hình rõ lắm. Rẻ tiền thôi, đó triệu mấy thôi nhưng mà cấu hình này xài rất là chuẩn. 1380 nha anh em. Samsung J7 Pro, Rim. J7 Pro Rim nha anh em. Con này thì cái nắp sau hình như là thay rồi anh em. Nắp sau thay rồi nhưng mà vỏ ring rất là đẹp. Nói chung là khít rịch luôn. Không có trầy xước gì hết. Và đẹp keng luôn. J7 Pro Rim. RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 5.5 inch. Pin của nó là 3300 nha anh em. Máy đẹp keng. Giá của nó là 1850. 1850 nha anh em. Hiển thị rồi rất là đẹp. Hiển thị sắc nét luôn, chụp hình camera còn rất là đẹp nha anh em. Đó. Test sơ cái wifi rồi. Ok luôn. 1850 nha anh em, bao ship kèm sạc cho anh em. Và cái quy định mua máy thì mình cũng nhắc sơ lại nha anh em. À, cọc trước cho mình cái cạc 50.000 Viettel cho cái máy dưới 2 triệu. Và những cái máy trên 2 triệu thì anh em cọc trước cho mình cái cạc Viettel 100k nha. Nhắc để anh em biết cọc thi cào cho nó nhanh, mua cho nó nhanh gọn ha, khỏi phải lâu lách cho anh em. Và tiếp theo thì một con iPhone 6S anh em. iPhone 6S. Con này thì máy ring nha. Vỏ ring, màng ring. Nhưng mà có trầy xước. Đây, cái vỏ thì nó có hơi trời xước sát cái sườn. Nhìn nó không có còn keng như mới.
Đó, nắp sâu thì đẹp nhưng mà cái viền sườn này anh em thấy không? Nó có trầy xước nhẹ ha, được cái là máy nguyên zin, chưa có đụng chạm gì con này hết nha anh em. Test cái pin coi, máy quốc tế nha anh em, chỉ việc bỏ vô là xài nha, bỏ sim xài nha. Pin trăm nha anh em, pin này mới thay pin mới cho anh em rồi nên anh em yên tâm, chỉ việc xài thôi, không cần đụng chạm gì nữa hết. Camera thì rất là rõ, iPhone 6s. Con này 32 GB hay sao á, để mình test lại cái ghi của nó. Máy Mỹ nha anh em, 32 GB. 6s 32 GB. Vỏ hơi trầy trầy một tí. Con này bán cho anh em giá 2 triệu 3 nha. Bao ship kèm sạc 2 triệu 3 thôi. Giá này là quá mềm cho anh em rồi. Samsung J2 Pro, máy riêng đẹp can sà beng luôn. Cái này có lớp dán keo mình mới lột ra nha. Đó, máy rất là đẹp. Đại giá cực lực cho anh em luôn. J2 Pro. Mở nguồn luôn cho anh em coi. RAM 1,5 GB, bộ nhớ 16, màn hình 5 inch. Pin của nó là 2600 nha anh em. Và giá con này là 1250, bao ship kèm sạc cho anh em. Giá 1.250.000. Đẹp keng luôn. Máy còn rất là đẹp. Test camera cho anh em xem cho nó dễ. Đó, camera còn chụp hình rất là nét nha anh em. Mọi chức năng thì ring full cho anh em, không có bao vấn đề hết ha. Kỳ vậy. Mới khởi động lên nó hơi cập nhật á, nó hơi chậm. Để mình test lại. Đúng rồi, mới bắt nguồn lên á, chưa cập nhật xem ứng dụng. Đó, mọi chức năng ok nha anh em. 1250, bao ship kèm sạc cho anh em. Một em Sony XZ1, nguyên zin zin áp luôn. Con này màn thì đẹp keng, không có một đốm điếc hết anh em. Chỉ có vỏ thì cũng có hơi một hai vết cắn. Đây, đó, có cắn ở đây nhỉ, góc này. Có cắn và góc dưới đây thì cũng một vết cắn rồi này. Mạch sao thì quá đẹp. Sao như máy mới luôn, máy Nhật nha anh em. Sony XZ1. Màn hình không một vết đốm nào hết. Màn hình con này đẹp keng xe ben luôn. À nè, em coi này, soi kỹ đi, đó, không có đốm điếc gì hết. Con này thì quá ok luôn. Đặc biệt cái dòng này chụp hình thì siêu nét. Chụp hình siêu nét luôn em, chứ không phải là giỡn nữa. Mọi chức năng full cho anh em nha. Test cái wifi coi. Rồi, ok. Sony XZ1 đẹp keng sà beng luôn. Màn hình thì có một hai vết cấn nhẹ, mình có ghi đó nha anh em. Màn hình thì quá đẹp luôn. Rồi giá ra đi con này là 2 triệu 3 nha anh em. 2 triệu 3. Màn hình rất là đẹp. RAM 4, bộ nhớ 64. Màn hình 5,5 inch và pin của nó là 2007. Màn hình không vết trầy nha anh em. Trong cũng như ngoài keng sà beng. Vỏ thì có một hai vết cắn, mình đã quay kỹ trong clip rồi. Anh em khỏi phải lên tăng. Giá của ra đi em nó là 2 triệu 3. Bao ship kèm sạc. Xiaomi Note 7 đẹp như máy mới luôn. Đẹp như máy mới, Note 7. RAM 4, bộ nhớ 64. Pin của nó là 4000. Màn hình 6:3. Đó, máy đẹp như này nha anh em. Máy quá đẹp luôn. Chụp hình thì thôi khỏi bàn. Chụp hình khỏi bàn cho em nó rồi nha. Mọi chức năng thì quá ok. Màn hình kính lưng không có một vết xước nào dù là nhỏ nhất. Nhâm nhâm cũng không thấy luôn. Lông chuột thôi, nếu mà cũng có là cùng lấy lông chuột thì vui. Sườn lưng nó quá là keng luôn. Giá ra đi 2850. Bao ship kèm sạc cho anh em. 2.850.000. Đẹp như đây nha anh em. Màn hình 6:3 rất rộng. Và một em Samsung
A30 màu xanh lá, RAM 4, bộ nhớ 64, màn hình của nó là 6.4 inch, pin 4000, đẹp kén luôn anh em, kén xà beng luôn, như máy mới luôn, như cũng chả khác gì, đại giá lực cho anh em rồi, không có vết trầy nữa. Đây anh em xem đi, chả có một vết nào gọi là trầy xước. Cái sườn thì nó cái kiểu nó chạy ấp lưng anh em, nên là nó hơi gọi là tối tối lại một tí thôi, nhưng mà nhìn tổng thể lưng kính rồi thì đẹp, quá đẹp, lông chuột vài vết nhẹ nhẹ. Máy cũ thì không thể tránh khỏi mấy cái chuyện đấy, nhưng mà nhìn tổng thể thì rất là đẹp, tầm 98-99 anh em. Và con này ra đi nhanh cho anh em luôn nha, RAM 4 64 nha, giá là mình để cho anh em chỉ 3 triệu thôi, giá 3 triệu bao ship kèm sạc cho anh em, máy đẹp keng luôn. Samsung A30s màu trắng nha anh em, đó đẹp keng luôn, con này cũng giống con kia thôi, đẹp rất là đẹp, không có vết xước nào luôn, nhìn rất là keng luôn. A30s nguyên zin, keng xà beng chưa đụng chạm gì hết nha anh em, màn hình 6.4, RAM 4, bộ nhớ 64, pin 4000. Và em A30s thì giá ra đi của nó là 3 triệu rưỡi nha anh em, 3 triệu rưỡi ha, bao ship kèm sạc cho anh em, đẹp keng như thế này, 3 triệu rưỡi, giá đã giảm hết cho anh em rồi đó, mấy con này thì giảm giá hết, bán cho nó nhanh. Oppo F11 Pro, RAM 6, bộ nhớ 128, bản RAM 6, 128 nha anh em, màn hình 56.5 inch, pin của nó là 4K, pin 4000. Hai cái góc đó thì trời sơn nhẹ, hai góc có trời sơn. Chóc sơn ở đây này, chóc sơn thôi nha, chứ không phải cấn trời nha anh em, không phải cấn nó mốp nha. Góc màu đen anh em thấy không? Đó, màu xanh nhưng mà nó chóc nhẹ còn màu đen. Còn lưng kính thì đẹp keng luôn. Lưng kính thì quá đẹp. Màn hình 6.5 inch, pin 4000. Pin RAM 6, bộ nhớ 128 nha anh em. Giá 4.3 triệu. Quá đi. 4.3 triệu bao ship kèm sạc cho anh em, F11 Pro xài rất là sướng con này, camera thì thò thục, chụp hình quay phim các kiểu là điều luôn, giá 4.3 triệu nha. Oppo A9 2020, RAM 8, bộ nhớ 128, màn hình 6.5 inch, pin nó 5000 nha anh em. Con này thì vỏ nó có những cái vết nhăm nhăm này anh em, đó vỏ có vết nhăm nhăm, có những vết trầy nhẹ ở vỏ. Đó, quay kỹ cho anh em xem, đây là cái nắp sau thôi, nếu anh em nào thích thì thay thôi chứ cũng chả có gì, cái vỏ sau thôi. Còn cái lưng thì đẹp này, anh em thấy cái lưng không, lưng thì đẹp keng luôn, lưng kính thì quá đẹp rồi. Đó, mọi chức năng thì xài ok cho anh em luôn. Oppo A9 2020, RAM 8, bộ nhớ 128 anh em, giá bán rẻ cho anh em thôi, có trầy xước nhẹ này, tính anh em giá 3.8 triệu thôi nha, 3.8 triệu bao ship kèm sạc cho anh em, cần phải hú liền cho mình nha, một máy duy nhất. Và Samsung A01 thì clip nào cũng có máy này nha anh em, mình về tầm mười mấy coi nữa. A01 máy mới nha, RAM 2, bộ nhớ 16GB, màn hình 5.7, pin nó 3000. Và giá máy mới như thế này thì 2.1 triệu nha anh em, bao ship nha anh em, full hộp về tận nhà, 2.1 triệu coi. Rồi clip này mình xin tạm dừng ở đây đi. Thân ái chào anh em và hẹn anh em với những clip tiếp theo nha. Anh em nhớ đăng ký kênh, bấm vào nút đăng ký và like video để đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình. Chào anh em.